Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blue Energy Việt Nam. Hôm nay mình nói có nhanh lắm các bạn ơi, mình sẽ nói chậm lại một tí nha. À, đây là một chủ đề bữa giờ mình làm nhiều rồi mà mình không quăng lên để cho anh em biết là cái chủ đề ngày hôm nay nó là cái gì. Và những anh em nào mà mình đang có những cái thắc mắc như y chang như vậy thì mình có thể tham khảo và mang xe để bên em thực hiện ha. Đây là chiếc xe bả nhập Yamaha. Xe bả nhập thì các bạn biết rồi, nó bền, nó gọi là dùng cái từ hơi thô tí xíu là nó hơi trâu, chả bao giờ nó biết hư là gì cả. Nhưng mà cái vấn đề của cái xe bả nhập đó là động cơ có 250W à, mà còn giới hạn ở 25 km/h nữa, rồi cục pin của nó là có 24V, khoảng đâu đó 7-10 Ah, thì đi không có được bao nhiêu lâu hết á. Thì cái anh khách ảnh xài xe này khá là lâu rồi và ảnh quyết định ảnh qua bên mình ảnh build một cái cục pin khác gắn thêm. Cục pin này có dung lượng là 24V, 24V 50 Ah nha, 24V 50 Ah. Thì một cục pin này nếu như mà các bạn sạc đầy mà đạp theo chế độ trợ lực của xe á, là nó khoảng đi được 200-300 cây, khoảng 300 cây cỡ đó. Các bạn sẽ có những cái câu hỏi là khi mà mình gắn cái cục pin như thế này á, thì cái việc mà đấu pin như thế nào, rồi xài hai pin song song hay là xài pin nối tiếp với nhau á, thì như thế nào đó. Mình đã có giải pháp mà có khá là nhiều chiêu. Ví dụ như ai đó mà yêu thích cái sự thẩm mỹ á, không có thích gắn nhiều, thì mình có thể là mình làm cho các bạn cái chấu, cái rắc cắm. Các bạn xài cục pin ngoài này á, thì các bạn cắm cái rắc cục pin này. Các bạn xài cái cục pin chin của xe thì các bạn cắm rắc cục pin của xe. Thì làm như vậy nó sẽ rất là thẩm mỹ, bởi vì cái rắc cắm nó nhỏ xíu xíu à. Đó, nhưng mà nó sẽ bất tiện một cái á, là các bạn cứ phải giật ra giật vô. Rồi có một cái giải pháp nữa là mình dùng cái bộ cân bằng áp. Tức là pin cạn hay là pin đầy gì đó, mình cứ cắm thẳng vào trong đó, mình không có sợ áp đổ cục này qua cục kia đâu, tại vì cái bộ cân bằng áp nó điều chỉnh hết rồi đó. Thì cái đó là nó sẽ đẩy giá cao lên một chút, nhưng mà nó sẽ rất là thoải mái, bởi vì các bạn có thể là cắm vô mà không có lăn tăn gì cả, chỉ việc chạy thôi, không cần biết là pin này hết hay là pin kia hết, nhưng mà chắc chắn là giá nó sẽ cao. Một trường hợp thứ ba nữa mà mình build cho khách theo cái option này nè, là mình làm công tắc ba chấu. Các bạn bật qua bên này là nó đóng cho cái pin này thì mình chạy, các bạn bật qua bên này nó đóng cho pin này thì mình chạy đó. Thì cái ưu điểm của lại cái phương pháp này á, là mình sẽ tiết kiệm được chi phí, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ gắn thêm một cái hộp ở đây. Nếu như mà xét về thẩm mỹ hay là nhìn sinh quan của các bạn nào mà yêu về cái đẹp này kia, các bạn sẽ thấy ồ gắn ở đây nó không đẹp lắm đâu, nhưng mà đối với xe đạp thì một số người ta chấp nhận được cái này và anh khách chấp nhận được phương pháp này đó. Thì cơ bản là chiếc xe này mình chỉ có giới thiệu như đây thôi. Cho nên là anh em nào xài xe bả nhập hay là bất cứ xe nào mà các bạn muốn lên pin, các bạn muốn gắn thêm pin ngoài để đi xa hơn á, thì cứ thoải mái mang qua đây, mình sẽ thiết kế giải pháp cho các bạn ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.